nhìn người đàn ông này xem, sức mạnh thì cứ phải gọi không có đối. Đau thương bất nhập sớm coi là chuyện thường, đầu tàu hỏa đâm vào cũng chẳng làm sao. Anh chính là siêu nhân John Hancock. Thế giới bình yên thì anh thích xúc miệng bằng rượu, uống say rồi thì nằm luôn ra đường làm giấc. Hôm đó một cậu bé tới gần anh, hóa ra là có nhóm tội phạm không sợ chết. Để duy trì trạng thái tốt nhất, tỉnh dậy phải vệ sinh mũi phát. Hancock thích sạch sẽ, nên bôi luôn rỉ mũi lên váy của một cô gái qua đường. Xong thì vặn cổ một chút, lấy chai rượu yêu thích của mình rồi xông lên. Trên đường gặp phải bầy chim, chưa kịp ăn gì thứ màu trắng đã ngập đầy miệng. Cố gắng cuối cùng cũng tới nơi rồi, bởi vì làm hớp rượu cho tỉnh người nên không nhìn được đường. Anh đâm thẳng vào biển quảng cáo. Ối rồi còn chưa bắt được tội phạm, đã giao cho cảnh sát thêm ít việc. Sau đó làm bật mui xe của bọn tội phạm, bật ngược lại rồi ngồi vào trong xe. Hancock đang muốn thương lượng, ai ngờ chúng không thèm nể mặt anh, nã súng liên tiếp, kính còn có mấy lỗ. Thấy em yêu của mình bị bắn vỡ tan tành, cơn tức của anh cũng dần dần dâng lên. Giỏi đấy, một đạp vỡ luôn gầm xe, dùng chân làm phanh khiến chiếc xe dừng lại. Sau đó mang theo cái xe bay lên không trung, đạp một phát khiến con xe đi đời nhà ma. Mặc dù làm vậy bắt được tội phạm đấy, nhưng lại gây ra những tổn thất không nhỏ cho xã hội. Ngày nọ dây bị kẹt trong một chiếc tàu hỏa, biết được tình hình Hancock hất luôn xe mình lên. Sau đó đứng đối đầu chặn ngang con tàu, đầu xe hỏa bẹp ngay một cái lỗ. Thế nhưng Hancock lại chẳng làm sao, các toa xe phía sau cũng chật bánh. Thấy anh đã gây ra những tổn thất khó lường, mọi người ai cũng xông lên chỉ trích, chỉ có mỗi dây đứng về phía anh. Dù sao thì Hancock cũng vừa cứu anh một mạng, nhưng hai miệng sau đấu được nhiều. Cảnh sát nhanh chóng tới dẫn họ đi, để xoa dịu cơn tức giận. Hancock đành phải tạm thời nhận tội. Hôm đó dây tới thăm Na, nói với anh toàn án đã kết án anh 8 năm tù giam. Sau khi nghe xong điều này, Hancock trực tiếp dùng tay cắt kính, quay người đập vỡ cửa chạy luôn. Thế nhưng một câu của dây đã thay đổi ý định của anh. Hóa ra lần này anh vào ngục là kế hoạch của dây. Quả nhiên thành phố không có anh bảo vệ, tỷ lệ tội phạm cũng tăng vọt lên, ép tới nỗi chính phủ không thể không tới tìm Hancock. Anh đặc biệt chỉnh trang lại bản thân, còn cạo râu nữa. Hancock muốn tiếp đất nhẹ nhàng chút nhưng suýt cắm mặt xuống đất. Sau đó vô cùng hùng hổ bước đi trong làn mưa đạn, tới thẳng chỗ của nữ cảnh sát đang bị thương trước mặt, một tay hôm người một tay nhấc xe làm lá chắn. Thế này có mà các chị em đổ đứ đừ. Sau đó vào trong tòa nhà, nhưng không ngờ chúng đã đeo bom lên mọi người. Red Parker yêu cầu anh ra mở két bảo hiểm. Ngây thơ, suy nghĩ quá ngây thơ, chắc Hancock đang cười thầm. Anh dùng tay mài tấm sắt nhọn thành phẳng hơn. Một tiếng hét thảm thương, Hancock cứu được tất cả mọi người. Hóa ra Hancock chặt luôn tay của gã đó. Lần này thì ai cũng hoan nghênh cổ vũ anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh biết thế nào là được mọi người yêu quý. Mũi có chút chua xót, anh lập tức đeo kính lên, tránh cho mọi người nhìn thấy nước mắt anh rơi. Tối đến dây đưa vợ của mình là Mary tới chúc mừng anh. Thế nào mà Hancock tiết lộ luôn thân thế của mình. Hóa ra 80 năm trước anh bị thường hôn mê, lúc tỉnh lại đã mất hết trí nhớ. Dây bên này thì thấy bình thường, nhưng Mary bên này đã khóc nước mắt đầm đìa. Sau đó hai người nhìn nhau, ánh mắt này không bình thường. Quả nhiên dây uống say tới bất tỉnh nhân sự. Hai người bắt đầu chuẩn bị nhưng ngay lúc đấy, không thể ngờ Mary hất một cái Hancock bay luôn ra ngoài. Hôm nay anh lại tới nhà vợ chồng dây, cầm cái xiên chọc vào người Mary. Quả nhiên chọc thế nào thì Mary cũng chẳng sao, cây xiên còn bị méo. Lại lấy một cái chày cán bột, cái chày chẳng khác nào miếng xốp vỡ tung. Thấy Hancock mãi không tin được sự thật, Mary không chịu được nữa, chỉ có thể nói tất cả cho anh. Họ tới nhà của Hancock, nói hai người là anh em ruột của nhau. Hàng ngàn năm trước có những người giống họ, giờ đây chỉ còn lại hai người thôi. Rất rõ ràng Hancock chẳng tin vào mối quan hệ anh em mà Mary nói, muốn tới tìm dây để hỏi lại chuyện này. Mary không muốn phá hủy cuộc sống hiện tại, chỉ có thể đuổi theo. Hai người càng cãi càng kịch liệt, Mary cũng cố gắng không cần đánh nhau thì giải quyết kín, ném thẳng con xe vào người anh. Sức mạnh của hai người càng ngày càng mạnh, anh tới tôi đi đánh cho trời đất mịt mù. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng cảnh vừa hay làm sao bị dây nhìn thấy. Cả ba người có chút bối rối không nhẹ. Hancock tới siêu thị mua một chai rượu, khi tới thanh toán phát hiện chủ cửa hàng đang cầu cứu. Một ánh mắt cũng đã nhìn ra vị trí của tên cướp, một đấm lôi hắn ra nhẹ nhàng giải quyết một tên. Còn lại một gã thì cũng đơn giản thôi, nhưng không thể ngờ được người đau thương bất nhập như anh thế mà trúng đạn rồi, vội vàng đưa vào bệnh viện. Tin tức này ngay lập tức khiến những kẻ thù ghét anh ta trước đây thấy hy vọng. Baker liên kết với hai người trong tù, muốn nhân lúc anh bệnh mà lấy mạng của anh. Mary cũng tới bệnh viện thăm anh, nhìn thấy Hancock bị thương cuối cùng cũng nói sự thật. Hóa ra trước đấy họ là vợ chồng, nhưng hai người bất tử không thể ở cùng nhau, nếu không sẽ dần dần mất đi sức mạnh, có khi còn nguy hiểm tới tính mạng. Đây là lý do tại sao Hancock bị thương. Ai mà biết lúc này hai tên tìm tới giết anh, một súng bắn trúng Mary. Hancock ném thẳng cái giường vào bọn chúng, ném tên béo rơi ra bên ngoài luôn. Thế nhưng vẫn còn một gã tấn công anh từ phía sau là Parker, đứng trước từng viên lại từng viên đạn bắn tới. Người đàn ông huyền thoại bất bại này vẫn ngã gục xuống. Ngay khi Parker chuẩn bị giải quyết Hancock, dây chạy tới xử nốt cái tay còn lại của hắn. Đợt tấn công này bác sĩ đã không có cách nào cứu Mary được nữa rồi. Bỗng dưng hình ảnh của Mary xuất hiện trong trí não Hancock, anh đột ngột mở mắt đứng bật bật dậy. Sau đó không do dự nhảy ra ngoài cửa sổ, nhịp tim của Mary cũng kỳ diệu mà có lại. Anh kéo cơ thể tan nát của mình cố bay lên, nhưng đang bị trọng thương nên rất khó khăn. Anh cách Mary càng ngày càng xa, sau đó dướn mình bay lên trên. Lúc này Mary cũng mở mắt, cô sống lại rồi. Một tháng sau, Hancock tặng dây và Mary món quà kỷ niệm ngày cưới. Nhưng sao trái tim này nhìn thế nào cũng thấy giống như tặng cho Mary hơn nhỉ?